Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì theo như các bạn đã biết, 31 tây tháng 12 năm 2020 thì cái chương trình hỗ trợ thế chấp bạ của chính phủ của chúng ta đã kết thúc ha. Đó, nhưng mà hiện tại bây giờ bên Duy vẫn đang áp dụng giảm giá 50% cũng như là hỗ trợ 50% cái thế chấp bạ dành cho những cái chiếc xe Mercedes-Benz Duy. Hiện tại thì Duy đang áp dụng cho dòng C, dòng Y cũng như là dòng S-Class. Đó, thì đặc biệt chiếc xe C200 Exclusive này cũng là cái chiếc xe mà bên Duy đang vẫn hỗ trợ 50% thế chấp bạ ha. Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái chiếc xe C200 Exclusive này nha. Bởi vì là cái chiếc xe C200 Exclusive này, đây là một cái chiếc xe mà rất là được đa phần khách hàng bên Duy coi như là ưu tiên chọn lựa. Bởi vì cái thiết kế của chiếc xe C200 Exclusive này, khi các bạn nhìn, các bạn rất giống như là chiếc xe S450, bởi vì đây là một cái thiết kế sang trọng và cổ điển của dòng xe Mercedes-Benz. Ok, khi mà đứng trước phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy đây là một cái điểm mà rất giống với chiếc xe S450 nè, đó là lưới tản nhiệt dạng đa nang cũng như là cái logo Mercedes-Benz đặc trưng nằm ở trên nắp capo. Thì với những cái chiếc xe mà với cái logo ở trên nắp capo như thế này thì các bạn nhìn thấy cực kỳ sang trọng, cũng như đây là một cái thiết kế rất là lâu đời của Mercedes-Benz rồi. Và với cái thiết kế này là một cái thiết kế mà giống như là đưa cái thương hiệu Mercedes-Benz, đưa cái thương hiệu mà xe sang đến với lại mọi người. Ok, tiếp theo nữa các bạn, đây là cái phần mà đèn xe ha. Thì cái đèn xe này với công nghệ là multi-beam LED thì cái đèn này y chang như trên cái chiếc xe S450 và S450 Luxury luôn. Bởi vì là bên trong cái bóng đèn này nó có tổng cộng là 84 bóng LED với 84 chiếc điều khiển khác nhau. Cũng như cái đèn multi-beam LED này, đây là một cái đèn mới nhất cũng như là công nghệ tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Thì với cái đèn này tổng cộng có tổng cộng 9 tính năng luôn các bạn. Ngoài tính năng là liếc nè ha, liếc qua trái với qua phải cũng như là tự động qua có, rồi tự động đi vào cái khi mà chúng ta đi tới nhà ngã rẽ thì xe nó sẽ tự động mở rộng góc chiếu, cũng như là khi mà chúng ta đi đường trời mưa thì đèn của chúng ta sẽ giảm cường độ ánh sáng cũng như là chống chói cho xe đối diện luôn. Ngoài ra còn có thêm rất là nhiều những tính năng khác nữa ha. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa có biết về cái đèn pha multi-beam LED này thì Duy sẽ xin để cái link ở trong cái phần mô tả, cũng như là Duy sẽ để cái link ở bên trên để cho các bạn có thể là tìm hiểu thêm. Và ngoài cái cản trước của cái xe các bạn sẽ thấy nè, ở đây ở đây có một cái chi tiết là nẹp rơm này các bạn. Đó, thì khi mà chúng ta nhìn vào cái phần mà thiết kế tổng thể của cái phần đầu xe này, ở trên đây thì có những cái chi tiết mạc rơm, cũng như là dưới đây sẽ có những chi tiết mạc rơm nữa để tăng thêm cái phần mà sang trọng cho chiếc xe chiếc xe C200 Exclusive này. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông của chiếc xe C200 Exclusive nha. Bên hông á, các bạn sẽ thấy nổi bật bởi vì cái mâm xe của chiếc xe C200 Exclusive này. Mặc dù đây là cái chiếc xe C200 được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhưng các bạn nhìn thấy cái bộ mâm nè, nhìn cực kỳ thể thao đúng không? Mâm đa nang cũng như là được sơn đen bóng luôn. Và ngoài ra các bạn, ở giữa những cái chi tiết mà nang bóng này thì nó sẽ đan xen với lại những cái chi tiết mà nhôm. Khi mà chiếc xe này, khi mà quay ngoài bánh chạy ngoài đường, các bạn sẽ thấy là cái mâm xe nó quay cực kỳ đẹp luôn ha. Và đối với cái mâm xe này á, thì đây là sử dụng là cái mâm xe 18 inch đó, là 245/45 R18. Và cái lớp xe của chiếc xe C200 Exclusive này thì sử dụng của cái thương hiệu là Vanstone. Đó, và một điều nữa các bạn, đây là lớp xe Vanlast luôn. Vanlast thì các bạn đã biết rồi, khi mà chúng ta bị rỗng bánh chúng ta có thể chạy được ở quãng đường là khoảng tầm 80 km nữa, tùy theo tải trọng cũng như là tùy theo cái đoạn đường của chúng ta là xấu hay là đẹp ha. Nhưng nhìn chung thì đối với cái lớp xe Vanlast này thì Duy cực kỳ thích luôn, bởi vì cái sự an toàn của nó. Có nghĩa là khi mà các bạn đi ở tốc độ cao, chẳng hạn như là khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc đi, ở một tốc độ là 120 km/h, nếu mà trong trường hợp mà cái chiếc xe của chúng ta bị bể lốp thì đối với chiếc xe C200 Exclusive này thì nó cũng sẽ không bị mất lái. Hầu như là Duy cũng có chia sẻ với các bạn luôn ha, thì Duy cũng có khách hàng mà đã sử dụng những cái lốp xe Vanlast như thế này. Khi mà đi lên trên đường cao tốc các bạn biết là nhiều khi đang chạy tốc độ cao mà cán phải đá hoặc là cán phải một cái vật nhọn gì đó thì có thể là làm cho những cái lốp của chúng ta coi như là bị hỏng luôn, coi như là bị tét một đường rất là dài luôn. Nhưng mà hầu như là khách hàng cũng không có biết là cái chiếc xe là đang cũng bị thủng lốp nữa, bởi vì là chiếc xe nó vận hành cũng coi như là khá là ổn định luôn. Nó hầu như là khách hàng không biết, và khi mà đến dừng lại rồi cũng như là nhìn thì mới thấy mới biết thôi. Đó, thì Duy chia sẻ với các bạn luôn. Thì nếu mà các anh chị và các bạn nào mà ở Việt Nam mình nói mà không thích cái lớp xe Vanlast hoặc là cái lớp xe Vanlast đi ồn hơn cái này nọ thì thật sự không phải đâu các bạn.
đó, ồn hay không nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố nữa ha. Đó, nhưng mà đối với cái lớp xe Randlass này là một điều đi cực kỳ thích luôn, khi mình chạy mình cảm giác rất là an tâm và cũng như an toàn ha. Phần gương xe thì sẽ được tích hợp cái đèn chiếu hậu luôn, đặc trưng của Mercedes-Benz rồi. Thì với những cái cụm gương chiếu hậu này nó cũng hầu như đắt tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ thì đều sử dụng cái thiết kế gương chiếu hậu như thế này ha, không có khác luôn các bạn. À, và Duy sẽ mời các bạn đi về phía sau ha, phía sau của xe C200S Roadship này. Thì khi mà chúng ta nhìn ở phía sau á, thì các bạn sẽ rất là khó phân biệt giữa là C200 cũng như là C300 AMG hoặc là C180. Một cái điểm mà khác biệt duy nhất các bạn, nó có thể là hầu như là không có khác biệt luôn. Duy nghĩ là nằm ở cái chỗ này thôi các bạn. Đó, nằm ở chỗ này thôi. Ngoài ra thì đối với cái chiếc C300 AMG á, thì do cái cản của nó thể thao thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái chi tiết giống như là khuếch tán gió gì thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn trực diện ở phía sau này, chúng ta cũng rất là khó nhận biết, bởi vì giữa C200 mà C180 cũng như C300 AMG thì cái phần đuôi sau nó rất là tương đồng với nhau. Đèn xe nè các bạn, đèn xe của C200 Exclusive ha. Thì đối với cái đèn xe này, đối với dòng xe C-Class giữa là C180, C200 cũng như C300 thì nó sẽ giống nhau thôi, nó cũng không có khác bất kỳ cái chi tiết nào hết. Và khi mà các bạn nhìn thấy buổi tối á, có thể đây là một cái điểm nhận biết giữa xe C-Class cũng như là E-Class cũng như S-Class ha. À, đây là đèn kiểu C nè, các bạn thấy không, đèn kiểu C đó, chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy là giống như những cái thanh thép mà đang được nung nóng lên ha, rất là đẹp luôn. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem cái phần cốp xe của chiếc xe C200 Exclusive này nha. Ở trên đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết là điện cảnh báo tam giác ha, để nằm ở đây. Khi trường hợp mà xe của chúng ta không thể chạy được á, chúng ta có thể là để cái điện cảnh báo tam giác này phía sau để cảnh báo cho xe phía sau tới là biết là xe mình đang có gặp sự cố ha. Cốp xe các bạn thấy nè, nó rất là rộng luôn. Nếu mà cái cốp này Duy nghĩ nó có thể để được 3 cái vali luôn các bạn, 3 cái vali coi như là cỡ lớn luôn ha, rất là rộng luôn. Ngoài ra khi mà chúng ta chở nhiều hành lý hơn, chúng ta có thể là sử dụng là gập ghế lại ở đây. Gập ghế ở đây thì có thể là thông ra phía trước luôn. Đó, các bạn thấy không, khi mà chúng ta gập ghế xuống như thế này thì cái cốp xe của chúng ta trông rất là rộng hơn. Hoặc là khi mà chúng ta chở những cái vật gì mà dài á các bạn, dài á, có những khách hàng của Duy thường hay đi câu cá thì những cần câu nó rất là dài thì có thể là gập cái hàng ghế này lại, hoặc có thể là chúng ta gập cái ghế ở giữa thôi cũng được ha, rất là tiện lợi luôn. Ở bên dưới cái cốp này, do chiếc xe C200 Exclusive này sử dụng cái lớp xe Randlass cho nên là các bạn sẽ thấy là bên trong cái cốp này cũng sẽ không có bánh xe dự phòng ha. Thì khu vực này chúng ta có thể để được những cái vật dụng gì mà chúng ta cần thiết, chúng ta có thể để dưới đây thôi, chứ sẽ không có để được bánh xe dự phòng luôn. Nếu mà chúng ta có mua bánh xe dự phòng chúng ta cũng không có để được dưới này, bởi vì chỗ này nó thiết kế khá là nhỏ ha. Đối với cái cốp của chiếc xe C200 Exclusive thì sẽ có nút bấm chỗ này ha, cấp điện. Ok. Một cái điều nữa các bạn, đối với cái nắp xăng của chiếc xe này các bạn, thì đối với cái nắp xăng của chiếc xe Mercedes-Benz thì các bạn sẽ không có một cái nút bấm nào bên trong để chúng ta mở cái nắp xăng này ha. Nó sẽ khác với lại những cái dòng xe khác, những cái thương hiệu xe khác. Ngoài ra thì cái nắp xăng này nó sẽ lóc đồng bộ cùng với cái cửa, có nghĩa là cái cửa xe của chúng ta lóc thì cái nắp xăng của chúng ta sẽ lóc luôn. Ngoài ra khi mà cái cửa chúng ta mở thì chúng ta việc ấn vào cái nắp xăng này thì chúng sẽ mở thôi. Đó có nghĩa là khi mà chúng ta tới cây xăng này, chúng ta có thể bấm cái nút mở cửa hoặc chúng ta mở cửa ha, thì nhân viên đổ xăng cũng có thể là biết để mở cái nắp xăng này. Đó, trong cái nắp xăng này thì mình lưu ý là đổ xăng A95, cũng như là khi mà các bạn cần bơm xe lại, các bạn bơm bánh xe lại thì các bạn có thể nhìn vào cái thông số này để chúng ta bơm bánh xe ha. Hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi vào cái khoang lái ha của chiếc xe C200 Exclusive. Thì đối với khi mà chúng ta ngồi vào cái bên trong cái khoang nội thất này các bạn, thì các bạn sẽ thấy giữa ba dòng xe C-Class nó sẽ mô hình chung nó sẽ thiết kế giống nhau, cũng như là kích thước bên ngoài cũng như bên trong của ba dòng xe C180, C200 Exclusive cũng như là C300 AMG thì nó đều sẽ giống nhau hết về thiết kế, về kích thước này nọ. Nhưng một cái điều khác biệt ở đây là cái phần chất liệu ha. Đối với chiếc xe C200 Exclusive này thì sử dụng chất liệu da thật các bạn nha. Đây là chất liệu da thật, nó sẽ giống như trên cái chiếc xe C300 AMG luôn.
cũng như là với cái ghế của chiếc xe C200 SUV này. Đây là một cái ghế thể thao, khi các bạn ngồi vào thì các bạn sẽ cảm thấy là cái ghế nó sẽ ôm vào người chúng ta. Các bạn sẽ thấy không, điển hình là hai cái mép nè đó. Thì về cái phần thiết kế ghế này nó cũng sẽ giống như trên chiếc xe C300 AMG luôn các bạn. Ta lái thì đây vẫn là một cái ta lái thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz. Ta lái được tích hợp rất là nhiều những nút bấm luôn, các bạn sẽ thấy nè. Đó, về cái phần ta lái này thì Duy cũng đã giới thiệu cho anh chị và các bạn rất là nhiều rồi. Đó, thì cái cụm, nguyên cái cụm bên này, những cái nút bấm bên này thì để chúng ta điều khiển cái màn hình giải trí ở giữa ha. Và một cái cụm bên này chúng ta sẽ điều khiển cái màn hình táp lô. Thì khi mà chúng ta đang lái xe các bạn có thể là vừa lái xe mà chúng ta có thể vừa sử dụng điều chỉnh ở bên đây để về giải trí. Đó, có nghĩa là khi chúng ta đang lái xe thì chúng ta vẫn thao tác một cách rất là nhanh chóng cũng như là gọn gàng. Và đặc biệt nữa là nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều ha. Mercedes-Benz họ đã tính toán rất là kỹ những cái phần này rồi. Thực ra thì đối với những cái chiếc xe mà từ năm 2019, 2020 cũng như là sắp tới thì sẽ có những cái nút bấm mà để điều khiển cái màn hình này. Những cái thế hệ xe mà Mercedes-Benz trước đó thì hầu như nó sẽ không có được cái ta lái đa chức năng như thế này các bạn. Bây giờ Duy sẽ nổ máy lên ha. Một lát nữa khi mà Duy giới thiệu cho các anh chị và các bạn hết cái phần bên trong nội thất này thì một lát Duy sẽ giới thiệu cái phần động cơ ha. Và cái động cơ của chiếc xe C200 SUV này nó cũng hơi đặc biệt một chút xíu. Ok. Thì đối với chiếc xe C200 SUV này thì nó sử dụng cái đèn viền nội thất xung quanh xe luôn. Đó, khi mà chúng ta đi vào buổi tối á, thì cái không gian nội thất này nó tạo cho chúng ta một cái sự thư giãn ha. Và cái đèn viền nội thất này chúng ta có thể đổi được 64 màu khác nhau cũng như là với 10 kiểu phối màu. Đó, thì nó sẽ thay đổi màu ở đây cũng như là chúng ta khi mà chúng ta chỉnh nhiệt độ máy lạnh này nọ, nó cũng sẽ điều chỉnh cái ánh sáng đèn này, nó rất là đẹp luôn. Đó, thì khi mà các anh chị và các bạn đã đi những cái mẫu xe mà đã có cái đèn viền nội thất này quen rồi các bạn, thì khi mà chúng ta đi sang những cái mẫu xe mà không có đèn viền nội thất á, thì Duy bảo đảm một điều luôn, các anh chị sẽ cảm thấy nó thiếu thiếu cũng như là cảm thấy nó sẽ không được thoải mái lắm. Đó, thì thực ra cái đèn led này á các bạn, nếu mà các bạn đi những cái chiếc máy bay mới bây giờ cũng sẽ được trang bị đèn led. Thực ra đèn led thì ngoài cái công dụng nó làm cho cái nội thất của chúng ta đẹp hơn, lung linh hơn, sáng sủa hơn, thì nó còn tạo cho chúng ta một cái sự refresh, có như là nhìn nó và sẽ thoải mái hơn đó các bạn. Cái cuộc táp lô này nè các bạn thì được ốp gỗ rất là đẹp nè. Đối với cái gỗ này á, thì các bạn biết đây là một cái loại gỗ mờ, khi mà chúng ta sờ vào á, thì chúng ta sẽ không có để lại dấu vân tay ở trên này cũng như là nó sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Đó, thì đối với những cái mẫu xe mà trước đây á, bên Duy cũng sử dụng ở khu vực này là ốp gỗ bóng nè, nhưng mà Duy thấy là gỗ bóng á, thông thường thì khi mà chúng ta để lên tay lên hoặc là có bụi á, các bạn thì dễ thấy bụi bẩn hơn cũng như là dễ để lại dấu vân tay, cũng như là khi mà chúng ta sử dụng một thời gian dài các bạn có thể là sử dụng khăn lau thì nó dễ để lại vết xước hơn. Đó, thì đối với cái gỗ mờ như thế này được ốp trên chiếc xe C200 SUV này thì Duy cực kỳ thích luôn, và trông nó rất là sang trọng cũng như là nó sạch sẽ hơn rất là nhiều luôn các bạn. Khu vực này là cái khu vực mà để chúng ta điều khiển máy lạnh nè. Mercedes-Benz họ phân vùng rất là rõ ràng, cũng như là những cái thiết kế, những cái nút bấm ở khu vực nào thì nó đều có một cái sự liên kết chặt chẽ với nhau ha. Chẳng hạn như là khu vực này là cái khu vực mà để chúng ta điều khiển nguyên cái hệ thống máy lạnh này của chúng ta. Đó, nhiệt độ ở hai bên khác nhau nè, các bạn thấy không, điều chỉnh hai bên nhiệt độ khác nhau là cho hai người khác nhau ha. Và đây, những cái chỉnh hướng gió rồi chỉnh quạt gió này nó đầy đủ trên đây hết. Những anh chị và các bạn nào mà sử dụng xe ô tô nhiều rồi thì có thể nhìn vào những cái ký hiệu trên này thì cũng có thể là điều chỉnh được ha. Đây là cái quy ước quốc tế rồi, quy ước chung rồi các bạn. Đó, một cái điểm mà làm cho chiếc xe C200 SUV này trở nên sang trọng hơn cũng như là được rất là nhiều những khách hàng coi như là yêu thích nó, cái đồng hồ analog nằm ở giữa nè, các bạn thấy không, nó rất là đẹp luôn, rất là sang trọng, có logo Mercedes-Benz anh nhỏ ở bên trong nữa. Đó, thì đối với cái đồng hồ này thì một cái chi tiết mặc dù rất rất là nhỏ thôi, nhưng mà với cái chiếc này đã làm nên cho cái nội thất của chiếc xe C200 SUV này trở nên coi như là nó khác hẳn luôn các bạn, sang trọng cực kỳ ha. Ở đây thì những cái nút bấm về Navi là các bạn biết rồi, Navi là cái bản đồ ha. Khi chúng ta kết nối cái điện thoại của chúng ta vào bên trong xe thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ link với lại cái bản đồ của xe, của cái điện thoại ha. Radio, hệ thống mà để nghe đài, cũng như là media thì chúng ta cần nghe nhạc giải trí hoặc là về phần nghe nhạc á các bạn thì các bạn biết rồi, bây giờ là
thời buổi 4.0 rồi ha. Chúng ta sẽ không còn sử dụng những cái loại đĩa nữa ở đây nữa, mà là đối với cái chiếc xe C200 Exclusive này cũng như những cái dòng xe mà mới nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ thì đều bỏ cái ổ đĩa CD hết ha. Thì chúng ta có thể là sử dụng bằng cái USB ở đây ha, hoặc là kết nối Apple CarPlay ở đây, cũng như là bên trong nó có còn hai cái USB bên trong nữa để mà chúng ta kết nối. Ngoài ra thì chúng ta có thể là kết nối qua Bluetooth đó. Thì đối với những thế hệ mới bây giờ thì các bạn biết rồi, những cái tiệm đĩa hoặc là những cái chỗ mà bán đĩa bây giờ nó cũng không còn nhiều nữa, để chúng ta mua những cái là đĩa thì nó cũng hơi mất thời gian á, cũng rất là khó ha. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần bấm cái điện thoại chúng ta lên, chúng ta nghe bất kỳ một cái bài hát nào, hoặc là chúng ta muốn sử dụng bất kỳ một cái gì trên mạng thì đều có hết, và có thể là phát ra đây chúng ta nghe ha, rất là tiện lợi luôn. Đặc biệt một điều các bạn, Apple CarPlay đây là một cái tính năng mà coi như là Duy cực kỳ yêu thích trên những cái chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Và đặc biệt một điều nữa là trên các chiếc xe C200 Exclusive này các bạn, nghĩa là khi mà Duy kết nối cái điện thoại này của Duy vào các bạn sẽ thấy một điều này cực kỳ thú vị luôn. Đó, thì cái kết nối cái Apple CarPlay các bạn chỉ việc cắm cái dây sạc điện thoại của chúng ta vào một cái USB chỗ này các bạn. Thì USB chỗ này các bạn sẽ thấy là có hình cái điện thoại nè. Đó, thì đây là cái cổng của Apple CarPlay ha. Đó, khi mà kết nối Apple CarPlay xong á thì các bạn sẽ thấy là trên màn hình của xe chúng ta hiện tại đang là như thế này. Đó, rất là nhiều những cái app trên điện thoại của Duy nó sẽ chuyển lên trên màn hình này. Đó, nào là bản đồ nè các bạn. Đó, nếu mà các bạn đi ở Sài Gòn hoặc là các bạn đi chơi đến một cái địa điểm nào mà chúng ta coi như là chưa có biết á, thì chúng ta có thể là sử dụng cái bản đồ của xe, bản đồ của iPhone hoặc là bản đồ Google Maps luôn, nó rất là tiện lợi các bạn. Đó, ngoài ra thì nghe nhạc là một cái điều mà khi mà lên xe là cái việc đầu tiên là Duy sẽ cắm cái điện thoại của Duy vào trong đây để nghe nhạc ha. Bởi vì khi mà chúng ta đi mà một đoạn đường dài các bạn biết rồi ha. À, có nhạc thì nó cũng sẽ đỡ buồn ngủ hơn, cũng như là nó cũng sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Đây, rồi các bạn. À, để tránh nhạc bản quyền thì Duy sẽ tắt nhạc ha. Đây. Khi mà chúng ta muốn mà để full cái màn hình trên cái điện thoại này các bạn, full màn hình ở trên cái màn hình của xe thì các bạn sẽ full cái màn hình ở trên cái phần điện thoại của chúng ta trước ha. À, và Duy sẽ full cái màn hình trên điện thoại trên xe nè. Đó, các bạn thấy không? Cái màn hình của chúng ta nó full như thế này luôn các bạn, rất là đã luôn à. Và cực kỳ nét luôn các bạn nha, cực kỳ nét luôn. Đó, thì do là để Duy coi cái độ nét ở trên cái này là bao nhiêu nha. Duy sẽ chọn chất lượng cao nhất ở đây cho các bạn xem chất lượng nè. Duy sẽ chọn là 1080 luôn ha, cho nó nét. 1080 thì nó sẽ tốn nhiều mê hơn cái phần 3G chúng ta, cho nên nó hơi chậm một chút xíu. À, các bạn thấy nè. À, các bạn thấy không, nét căng luôn, cực kỳ sướng luôn các bạn đó. Nhưng mà đặc biệt các bạn nha, là cái clip này nó full màn hình luôn. Đối với những cái video clip mà tỷ lệ là 21:9 á, thì các bạn khi mà các bạn sẽ trình chiếu lên trên cái màn hình này á, thì nó sẽ full màn hình như thế này, nó rất là đẹp luôn ha. Thì giống như là tỷ lệ 21:9 á, thì các bạn hay đi coi phim chiếu rạp á, các bạn thì người ta sẽ hay sử dụng cái tỷ lệ này. Còn mà YouTube của chúng ta thì hay sử dụng là 16:9 thôi. 16:9 thì nó sẽ ngắn hơn như thế này. À, cho nên là đối với những cái clip mà 21:9 như thế này thì nhìn thì sướng luôn. Ha, các đã. Đó, nhưng mà Duy khuyên một điều các bạn. Khi mà chúng ta lái xe thì chúng ta không có nên là tập trung vào cái màn hình này quá ha. Bởi vì là nó tránh cái việc sao nhãng cho cái việc lái xe thì nó cũng sẽ không an toàn lắm ha. Thì có cái này thì để chúng ta cảm thấy là nó thoải mái hơn thôi, cũng như là những cái người đi cạnh ở chúng ta hoặc là mấy bé nhỏ có thể là xem những cái clip ở trên này ha, rất là hay ha. Đó, đặc biệt nha các bạn, đặc biệt trên chiếc xe C200 Exclusive này nó full màn hình như thế này luôn, rất là đã ha. À, hiện tại cái cốp xe này thì đã bị khóa rồi các bạn, do cái xe này bên Duy để một vài cái đồ quan trọng ở trong đây á,
cho nên là hiện tại là cái chiếc xe này đang trưng bày cho nên là bị khóa lại. Thì bên trong cái cốp răng tay này nó sẽ có một cái lọ nước hoa ha, đó là hệ thống E3 lần, là hệ thống mà phun nước hoa thông minh. Và đặc biệt trên chiếc xe C200 Exclusive này mới có cái tính năng E3 lần này thôi các bạn. Hiện tại thì ngoài dòng S-Class ha, thì chỉ có C200 Exclusive này có tính năng là xịt nước hoa thông minh cũng như là khử ion. À, còn lại hầu như là tất cả những cái mẫu xe như là xe Y, xe GLC nè, hoặc là C180 hoặc là C300 AMG cũng không có ha. À, đây là một cái chi tiết mà làm cho khách hàng cực kỳ thích trên các chiếc xe C200 Exclusive này. À, nãy giờ thì Duy cũng đã giới thiệu cho các anh chị và các bạn coi như là rất là nhiều thứ rồi, mà một thứ mà không thể nào mà bỏ qua được, và đối với tất cả những cái anh chị khách hàng khi mà đến Mercedes-Benz, điều quan trọng cái yếu tố này hết các bạn, đó chính là hệ thống âm thanh. À, hệ thống âm thanh Boommaster 13 loa, công suất là 590W trên cái chiếc xe C200 Exclusive này cho một cái trải nghiệm âm thanh cực kỳ sướng luôn. Và hầu như là những anh chị mà khách hàng mà yêu thích âm thanh, yêu thích nghe nhạc á, thì hầu như khi mà lên chiếc xe C200 Exclusive này đều bị thuyết phục bởi cái âm thanh phát ra từ cái loa Boommaster 13 loa công suất 590W này. À, rất là tuyệt vời luôn. Và cái hệ thống loa Boommaster này cũng được trang bị trên các chiếc xe S-Class cũng như là S-Class Maybach. À, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Nếu mà các anh chị các bạn nào mà chưa trải nghiệm cái hệ thống âm thanh này thì Duy xin mời các anh chị đến showroom Mercedes-Benz Minh Duy, cũng như là Duy sẽ trải nghiệm cái hệ thống âm thanh này cho các bạn, các anh chị nghe ha. Ok, bây giờ Duy sẽ đi ra khoang phía sau của chiếc xe C200 Exclusive này, cũng như là sẽ trải nghiệm những cái không gian ở phía sau cho các bạn thấy nha. Các bạn thấy không, Duy đang ngồi ở bên trong khoang nội thất của chiếc xe C200 Exclusive ha. Mặc dù lúc nãy là Duy đã ngồi coi như là cố tình rất là xa để cho thoải mái, để mà Duy quay cái clip này cho nó dễ các bạn, cho nó rộng cái view ở phía trước á. Thì khi mà Duy đi ra phía sau, Duy cũng không có chỉnh cái ghế này lại ha. Nhưng mà khi mà ngồi ở phía sau này, các bạn sẽ thấy nè, cái đầu gối của Duy vẫn cách cái ghế phía trước rất là dài luôn. Coi như là khi mà mình ngồi rất là cảm giác là một điều nó rất là thoải mái luôn các bạn. À, ở đây thì sẽ có một cái rèm để chúng ta có thể là kéo lên bằng tay ở đây ha. Đó, hai cửa sau đều có, cũng như là ở cái kính phía sau cũng có một cái rèm tự động. Đó, ngoài ra thì ở khu vực này nó cũng sẽ giống như là những cái chiếc xe Mercedes-Benz khác bên Duy, nó cũng có sẽ có chỗ để chúng ta tựa tay ha, cũng như là để nước, ly nước ở đây. Bên trong này thì chúng ta có thể là để được những cái vật dụng, cũng như là có thể là để được cái điện thoại trong đây cũng được ha. Ở đây thì các bạn có thể là chỉnh cái lượng gió đi vào ha, đi ra nè ha, sẽ không có chỉnh cái nhiệt độ ở chỗ này đó. Thì hiện tại với cái tính năng này chỉ có trên cái C300 AMG thôi, nhưng mà Duy nghĩ một điều các bạn, nó cũng không quan trọng lắm đâu. Hầu như là những anh chị các bạn nào mà đã đi nhiều xe ô tô, các bạn ở khu vực này hầu như là rất là ít chỉnh ha. Duy nghĩ là có thì tốt, còn không có thì cũng không có vấn đề gì đâu. À, thì đối với cái trải nghiệm ở khoang sau nó cũng sẽ không có nhiều, chủ yếu là cái sự vận hành trên đường cũng như là cái sự êm ái cách âm cho chiếc xe C200 Exclusive này đó. Thì ở đây còn có một cái đèn nữa các bạn, đèn led ha, tất cả bóng đèn bên trong xe thì đều sử dụng bóng đèn led hết rồi đó. À các bạn, đây nè các bạn, đối với cái hàng ghế ở giữa chúng ta có thể gặp lại được ha, chúng ta có thể lấy đồ ở phía sau, những cái đồ nào mà chúng ta cần lấy để mà phục vụ cho phía trước á, thì chúng ta có thể lấy từ phía sau ở như thế này. Ok, về khoang sau thì cũng sẽ không có nhiều cái để nói ha. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe C200 Exclusive này. Và đây là cái khoang động cơ của chiếc xe C200 Exclusive các bạn. C200 Exclusive sử dụng động cơ 2.0 lít, công suất là 202 mã lực, có nghĩa là nó sẽ mạnh hơn 5 mã lực so với cái chiếc xe E200 Exclusive. Và chiếc xe C200 Exclusive này sử dụng cái hệ thống hộp số là 9 cấp ha. Thì đối với cái hộp số tự động 9 cấp này, nó sử dụng hầu hết trên tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ luôn các bạn, kể cả dòng xe S-Class hoặc là S-Class Maybach.
À, thì với cái hộp số tự động 9 cấp này, đây là cái hộp số tự động mà có thể nói tiên tiến nhất cũng như là thông minh nhất trên thế giới hiện tại bây giờ luôn. Tiêu thụ nhiên liệu của cái chiếc xe C200 Exclusive này nó sẽ rơi vào tầm 10 lít trên 100km trong đô thị, cũng như là khoảng 7 lít trên 100km đường trường. Thì đây là một cái con số như thấy là cực kỳ tuyệt vời luôn, với công suất là 202 cái mã lực các bạn nha, rất là mạnh luôn. Những anh chị và các bạn nào mà chưa trải nghiệm những cái dòng xe của Mercedes-Benz á, thì Di có thể là mời những anh chị đến đây cũng như là trải nghiệm thử cái chiếc xe C200 Exclusive này, các anh chị các bạn sẽ thấy một điều cực kỳ tuyệt vời luôn đó. Và bây giờ trước khi kết thúc với cái video clip này thì Di xin nhắc lại ha, bên Di vẫn hỗ trợ 50% thuế trước bạ cho chiếc xe C200 Exclusive này cũng như là C180, C300 AMG. Ngoài ra thì bên Di vẫn hỗ trợ cho xe E-Class cũng như là S-Class. À, đây là một cái cơ hội đặc biệt dành cho các anh chị nào mà bỏ lỡ cái dịp mà năm rồi ha. Thì thôi bây giờ Di xin được phép kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị có thể là gọi trực tiếp cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các anh chị thấy clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz cũng như những cái chương trình khuyến mãi từ Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn nha.